Cảm ơn cô Đức và cô Bình. Cảm ơn nhiều cầu tri thức đã có một cái kênh rất là hữu ích cho tất cả chúng ta, công dân toàn cầu, thì có thể chia sẻ và học hỏi lẫn nhau để phát triển khoa học cũng như là những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống, cả thực hành lẫn cả về 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 đời sống của chúng ta. Đấy, định nói gì nhiều lắm luôn á mà bây giờ tự nhiên không không thể nói được nữa. Cảm ơn tất cả những participant hôm nay. Thank you everyone to join us. And if you're interested in my research, you can email me anytime and discuss whether we can have a possibility to collaborate in your institution and also others. And hope you enjoy it. Oh, my parents there. They are here. Con chào bố mẹ.